Cái gì vậy? Dân. Cái gì họ vậy? Tự xíu ơi, cho Thiện nói vài câu coi. Dạ. Thiện xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Thiện đến lớp học tình thương của Thiến Ba để gửi tặng món quà chị Nga Nguyễn ở Đức có gửi cho Thiện là 2,5 triệu để tặng quà cho các em. Thì Thiện mua thèo lèo một bịch, mỗi đứa một bịch, với lại sữa thì mỗi đứa một lốc, với lại 50.000 tiền mặt. Thì Thiện gửi tặng cho 26 em, thì số tiền nó cũng hơn 2,5 triệu, thì đầy đủ luôn là 26 đứa. Thiện cho hết trơn cho tất cả các em luôn. Thì như vậy là 26 em là 2,6 triệu gửi đến cho mấy đứa nhỏ có được món quà ăn Tết. Rồi hôm nay chú Thiện thay mặt chị Nga ở bên Đức đó, gửi quà cho tụi con nha. Con lắp sữa nè, một bịch thèo lèo với 50.000 ha. Tụi con muốn mua thì tụi con mua nghe. Rồi trật tự xíu ơi, cho Thiện nói vài câu coi. Dạ. Thiện xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Thiện đến lớp học tình thương của Thiến Ba để gửi tặng món quà chị Nga Nguyễn ở Đức có gửi cho Thiện là 2,5 triệu để tặng quà cho các em. Thì Thiện mua thèo lèo một bịch, mỗi đứa một bịch, với lại sữa thì mỗi đứa một lốc, với lại 50.000 tiền mặt. Thì Thiện gửi tặng cho 26 em, thì số tiền nó cũng hơn 2,5 triệu, thì đầy đủ luôn là 26 đứa. Thiện cho hết trơn cho tất cả các em luôn. Thì như vậy là 26 em là 2,6 triệu gửi đến cho mấy đứa nhỏ có được món quà ăn Tết. Rồi hôm nay chú Thiện thay mặt chị Nga ở bên Đức đó, gửi quà cho tụi con nghe. Con lắp sữa nè, một bịch thèo lèo với 50.000 ha. Tụi con muốn mua thì tụi con mua nghe. Ủa 25.000. Chúc cho Nga được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền để cho con Nga. Con cảm ơn cô Nga cho con ơi. Cảm ơn cô Nga. Rồi con luôn nè, lì xì 50.000 đó nha. Rồi đó tới luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục yêu mến lớp học tình thương và ủng hộ gửi tặng quà cho cô giáo như là cho tất cả các em học sinh ở đây cũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở với ông bà cha mẹ không á, thành ra ở với ông bà nhiều hơn, thành ra cũng thiếu thốn nhiều lắm. Rồi bữa nay đi đi đây rồi ai đưa tụi con đi, có ai đi với ông bà không, có ai đi ơn không? Thì cũng nhiều ha. Rồi tụi con mang quà về đi rồi ăn Tết cho bên gia đình đi. Bữa nay cũng là ngày 28 rồi ha. Rồi vui vẻ nha. Cho nó thấy ba. Cho nó.